nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, Trường Trung học Cơ sở Trần Quý Cáp long trọng tổ chức hội trại với chủ đề Thiếu nhi vui vẻ, tiến bước lên đoàn, đến tham dự ngày hội. Có đồng chí Trần Thị Kim Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Hải. Có đồng chí Trần Nam Thiên, trưởng ban cha mẹ phụ huynh học sinh năm 2022-2023. Thầy giáo Nguyễn Văn Tần, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Hồ Thị Như Uyên, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Trần Thị Xuyến, chủ tịch công đoàn nhà trường. Cô giáo Hồ Thị Kim Hương, bí thư chi đoàn nhà trường, cùng với cán bộ nhân viên tập thể nhà trường và tất cả đội viên của liên đội trường Trần Quý Cáp. Cô giáo Hồ Thị Kim Hương, bí thư chi đoàn nhà trường, đọc quyết định kết nạp đoàn viên cho các em học sinh khối lớp 9. Đồng chí Trần Thị Kim Yến, bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Hải. Thầy giáo Nguyễn Văn Tần, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, trao huy hiệu đoàn cho các em học sinh khối lớp 9. Cô giáo Hồ Thị Như Uyên, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng cô giáo Phạm Thị Ái trao huy hiệu đoàn cho các em học sinh. Đồng chí Trần Nam Thiên, trưởng ban cha mẹ phụ huynh học sinh, cùng cô giáo Trần Thị Xuyến, chủ tịch công đoàn nhà trường, trao huy hiệu đoàn cho các em học sinh khối lớp 9. Hội trại được bắt đầu với phần thi tìm hiểu về đoàn đội của các em học sinh. Tiếp theo là các trò chơi dân gian và phần chấm lều trại của các chi đội của liên đội trường Trung học Cơ sở Trần Quý Cáp. Sang buổi chiều, hội trại tiếp tục với các trò chơi dân gian và chấm lều trại lần 2. Chiều tối hội trại được diễn ra với phần văn nghệ do các em học sinh, thầy cô giáo trường Trung học Cơ sở Trần Quý Cáp biểu diễn. Em tên là Trần Kim. Em tên là Trần Kim Măng. Em xin đại diện cho chi đội Lê Hồng Phong lớp 1 để thuyết trình về lều trại của chúng em. Kính thưa quý thầy cô, khi nhìn vào cổng trại của lớp chúng em, quý thầy cô có thể thấy nguyên liệu chính là được làm từ tre. Vâng, tre từ lâu đã đi vào nền văn hóa của người dân Việt Nam chúng ta. Nó đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Nó đi vào đời sống của người dân Việt Nam ta. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo hội trại, em xin đại diện cho lớp tóm 3, chi đội Nguyễn Thị Minh Khai thuyết trình về ý nghĩa cổng trại như sau. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học Cơ sở Trần Quý Cáp tổ chức hội trại tiến bước lên đoàn,
đêm văn nghệ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về với hội trẻ lần này, chi đội lớp Tóm Ba xin trình bày một kiểu trẻ với ý tưởng chủ đầu mang hình ảnh con chim họt với ý nghĩa sâu sắc của tuổi trẻ và tên của vị anh hùng chi đội mang tên Nguyễn Thị Minh Khai. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn thân mến, hòa chung trong không khí chào mừng hội trại kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường Trung học cơ sở Trần Quý Cáp. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyễn Khánh Quỳnh, xin thay mặt tập thể lớp 61 mang đến hội trại những thông điệp riêng. Điều đó được thể hiện như sau. Như quý thầy cô đã thấy, tổng thể cổng trại của chúng em có hình con thuyền được mang tên chi đội Nguyễn Bá Ngọc. Chúng em cảm thấy thật vinh dự khi chi đội mình được mang tên vị anh hùng nhỏ tuổi Nguyễn Bá Ngọc. Dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng anh là tấm gương dũng cảm, quên mình cứu hai em nhỏ trong đợt máy bay Mỹ bắn phá dữ dội tại Thanh Hóa. Tuy anh đã hy sinh, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn sống mãi. Con thuyền Nguyễn Bá Ngọc sẽ chở biết bao niềm tin, ước mơ, hy vọng. Thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trước khi đến với phần thuyết trình, em xin giới thiệu trại của chúng em được mang tên Lê Văn Tám và tổng số trại viên 40 bạn. Và sau đây là phần thuyết trình của chi đội lớp em. Để chào mừng ngày 26 tháng 3, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường Trần Quý Cáp, trại lớp em đã cùng nhau loan tỏa hai câu đối bên hai cổng, rộn ràng vui hội trại, náo nức hội mùa thi. Với hai câu đối trên đã cho chúng em biết hội trại là cơ hội để chúng em cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau có những giây phút vui chơi, giải trí sau những tháng ngày học tập căng thẳng, và đặc biệt là để chúng em xem lại truyền thống của đoàn. Cùng diễn ra song song với hội trại là một mùa thi bắt đầu, chúng em náo nức tấp nập cho việc học để có thể đem lại kết quả tốt cho mùa thi. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo hội trại, em xin đại diện lớp 71 trình bày về kiểu cổng trại của lớp mình. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về với hội trại lần này, chi đội lớp 71 xin trình bày một kiểu cổng trại có tên gọi là Phót Vàng. Kính thưa quý thầy cô, lớp 72 xin được em là tên Hình Thanh Rốc, xin được đại diện lớp 72 thuyết trình cổng trại. Về hai bên cổng mà lớp tụi em ghi là Đoàn Kết Sáng Tổ và Vươn Tới Tương Lai. Đoàn Kết Sáng Tổ tức là tụi em sẽ cùng nhau sáng tổ ra những điều mới mẻ, còn Vươn Tới Tương Lai tụi em có thể học hỏi những kiến thức, cố gắng học tập từ những anh chị lớn hơn để có thể góp một phần xây dựng đất nước. Còn những cây này là tên chi đội lớp em và tên lớp. Và những chiếc nón này đại diện cho những cô ghé Việt Nam duyên dáng thước tha. Còn đây là hồ có tụi em lồm để tượng trưng cho hồ sen của Bắc Hồ. Có biểu tượng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với cương vị là một anh chị lớp 9 thì sắp bước vào đoàn thanh niên thì chúng em đã gắn hai biểu tượng này lên để có thể thấy được sự giao thoa giữa hai tổ chức. Xung quanh cổng trại thì chúng em có trang trí những thứ như là đèn lồng, hoa và một số lá cờ. Tiến vào bên trong trại thì chúng ta có thể thấy đó là quốc kỳ của Việt Nam và hình ảnh của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Chúng em cùng trang trí thêm đó chính là hai cái cây và một bó hoa. Nhìn tổng thể thì hai phía bên trại của chúng em là có hai cái bảng mà rất là đặc biệt, đó là một số nút thắt dây cơ bản và hành trình 1461 ngày của chi đội chúng em. Em muốn chia sẻ thêm về cái bảng này tại vì nó lên là được làm từ 31 bảng của lớp chúng em. Đó là toàn thể quý thầy cô giáo cùng đến tham quan với cổng trại chi đội Hoàng Văn Thụ. Khi nhìn vào cổng trại của chúng em, đập vào mắt mọi người sẽ là hình ảnh chiếc thuyền mang tên Hoàng Văn Thụ đang dương bồn ra khơi xa, cùng với hình ảnh của vị chủ tịch muôn vàn kính yêu, chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiếc thuyền là biểu tượng của biển đảo Việt Nam, là biểu tượng để đánh dấu chủ quyền của dân tộc. Và hơn hết,
Đó là lời tri ân của chúng em gửi đến các chiến sĩ hải quân ngày đêm cầm chắc tay súng để bảo vệ lãnh thổ. Và chiếc thuyền còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác, đó là hình ảnh tượng trưng cho một lớp người lao động miệt mài cơ cực, đó chính là những người ngư dân. Và trên nhiều tỉnh thành của lãnh thổ, hình chữ S thân yêu, nghề biển đang trở thành một nghề quan trọng và là nghề chính của người dân. Đây là phòng tập kiếm lớp 91 và chia đội võ thị 6. Hôm nay thật là một ngày thật là tuyệt vời, bởi vì sau bao năm đại dịch thì chúng em đã có cơ hội tập hợp là ở đây. Đây là có hành vi nan lồn của lớp chúng em đã tự tay thiết kế nan và có nan lồn và đang làm không nan lồn để chúng em nói rõ. Dạ không, anh là cái nói dữ. Dạ, cái là cái đồ đẹp. Cái này là cái gì? Dạ, cái đồ treo. Đồ treo của con gánh, đâu con gánh. Dạ, cái đồ con gánh. À, đẹp. Dạ, đây là heo cái nào quay của chúng em được in ra.